Ở phút thứ 3 của trận đấu thì không có penalty cho đội tuyển Anh. Đội tuyển Anh tràn lên tấn công ngay sau khi tiếng còi khai cuộc. Từ quả phạt góc của Chipper, Magui bị hậu vệ Iran kéo ngã khi theo kèm. Trọng tài đã lắng nghe VAR và cho trận đấu tiếp tục. Ở phút thứ 8 thì Magui đệm bóng ra ngoài. Quả tạt của Harry Kane đưa bóng đến vị trí của Magui, nhưng ở góc hẹp, trung vệ của đội tuyển Anh không thể đệm bóng chính xác. Thủ môn Peravan trong nỗ lực truy cản va phải đồng đội và đổ rất nhiều máu. Ở phút thứ 16, trận đấu gián đoạn 8 phút, thủ môn Peravan bị choáng váng nặng và cần đến sự chăm sóc của y tế. Ở phút thứ 17, thủ môn số 1 của Iran Berbaham không thể tiếp tục thi đấu và ra ký hiệu thay người. Huấn luyện viên Carlos Queiroz ôm đầu, thủ thành Hosini bắt đắc dĩ phải vào thay Berbaham. Ở phút thứ 27, trận đấu chứng kiến một cú dứt điểm trúng hướng cầu môn đầu tiên, nhưng cú sút của Bukay Saka quá nhẹ và không thắng được thủ môn Hosini. Phút thứ 33, trung vệ của Manchester United tùy đè tốt quả phạt góc của Chipper, nhưng thiếu may mắn khi cú đánh đầu của anh đưa bóng tìm mép dưới của sàng ngang. Ở phút thứ 35, Bellingham ghi bàn, tiền vệ 19 tuổi Jude Bellingham lập công ngay ở trận ra mắt World Cup. Từ quả tạt bên cánh trái của Luke Shaw, Bellingham đánh đầu lái bóng vào góc xa khiến thủ môn Hosini chôn chân. Bàn thắng đã cụ thể hóa của trận đấu áp đảo với thời lượng cầm bóng trên 70% của đội tuyển Anh. Ở phút thứ 43, Saka nâng tỷ số lên 2-0. Trong 3 quả phạt góc ở đầu trận, đội tuyển Anh luôn gây khó khăn cho hàng thủ của Iran. Ở quả phạt góc phút 43, đội tuyển Anh đã đổi người đá. Luke Shaw treo bóng bổng tạo điều kiện để Magui tì đè, tạo cho Bukayo Saka thoải mái dứt điểm bằng chân trái trong vòng cấm. Và hiệp 1 có đến 14 phút bù giờ. Ở phút 45+1, đội trưởng Harry Kane thoát xuống bên cánh phải, tạt bóng tầm thấp giúp Sterling thoải mái dứt điểm bằng một chạm, nâng tỷ số lên 3-0. Và hiệp 2 ở phút thứ 46, Iran thay liên tiếp 3 người, Eratahi, Golizaren và Kalahi, và sân thay cho Karami, Jahan Bak và Chemi. Ở phút thứ 48, Iran nhận thẻ vàng thứ 2. Phút 61, Saka hoàn tất cú đúp, tiền vệ Arsenal đi bóng bên cánh phải, làm động tác giả, loại bỏ ngay cầu thủ phòng ngự của Iran trước khi cứa lỏng và chìm vào góc xa, nâng tỷ số lên 4-0. Phút thứ 66, Teramin rút ngắn tỷ số cho Iran. Từ đường trong khe của Golizaden, Mehdi Teramin thoát xuống, dứt điểm một chạm vào góc cao, rút tỷ số xuống còn 1-4 cho Iran. Teramin là cầu thủ số 5 ghi bàn cho Porto ở Champions League mùa này. Vào phút thứ 70, đội tuyển Anh thay 4 người, Eric Dier vào thay cho Magui, người bị chấn thương ở vùng đầu. Marcus Rashford thay cho Saka, Finn Foden thay cho Mount, còn Jack Grealish thay cho Sterling. Vào phút thứ 71, Rashford nâng tỷ số lên 5-1. Harry Kane kiến tạo để cho Marcus Rashford thoải mái khống chế và dứt điểm bằng chân trái. Tiền đạo của Manchester United Marcus Rashford lập công chỉ 49 giây sau khi vào trận đấu thay Saka. Ở phút thứ 90, hai cầu thủ vào sân thay người là Callum Wilson phối hợp trong bàn nâng tỷ số lên 6-1. Wilson thoát xuống chống trải, chuyền ngang cho Grealish thoải mái dứt điểm và khung thành trống. Phút thứ 90+12, penalty cho Iran, John Stones kéo áo Poe trong vòng cấm địa. Tác động khá là nhẹ nhưng trọng tài vẫn thổi phạt đền sau khi tham khảo VAR. Ở phút thứ 90+13, từ cự ly 11m, Teramin đánh bại được thủ thành Pickford, rút ngắn tỷ số xuống 2-6. Tiền đạo Iran trở thành người thứ 3 là cú đúp tại World Cup 2022 sau Enner Valencia và Bukayo Saka. Anh đã thắng Iran 6-2, giành 3 điểm đầu tiên tại bảng B. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin nói lời chào, tạm biệt.